giáo lớp em Nguyễn Xuân Xanh. Sáng nào em đến lớp cũng thấy cô đến rồi, đáp lời chào cô ạ. Cô mỉm cười thật tươi. Cô dạy em tập viết, gió đưa thoảng hương nhài, nắng ré vào cửa lớp, xem chúng em học bài. Những lời cô giáo giảng, ấm trang vở thơm tho, yêu thương em ngắm mãi, những điểm 10 cô cho.